cô giáo và các bạn. Em là Đoàn Trâm Anh, học sinh lớp 3E trường tiểu học cửa năm 1. Ngày hội đọc sách là hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với chúng ta, nhất là đối với học sinh chúng em. Trong ngày này, ở các nhà trường thường diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát triển phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc. Để hưởng ứng ngày hội đọc sách của trường tiểu học cửa năm 1, sau đây em xin gửi đến các thầy cô giáo và các bạn một câu chuyện rất cảm động và ý nghĩa về Bác Hồ. Đó là câu chuyện Giữ Lời Hứa. Hồi ở Bắc Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm, được tin bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên bác chạy đến cầm tay bác và thưa: "Bác ơi, bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé." Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói: "Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào bác về bác sẽ mua tặng cháu." Nói xong, bác vẫy tay chào mọi người ra đi. Hơn 2 năm sau, bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe bác. Không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng, bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh, trao tận tay em bé. Bây giờ, đã là một cô bé. Cô bé và mọi người rất cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói, cháu nó nhớ mua, tức là nó thích lắm. Mình là người lớn, đã hứa thì phải làm được. Đó là chữ tín, chúng ta cần phải giữ tròn niềm tín với mọi người. Qua câu chuyện giữ lời hứa rất cảm động và ý nghĩa, ta thấy giữ chữ tín là một phẩm chất cao quý của con người trong đời sống xã hội. Vì thế, chúng ta phải giữ lời hứa, vì khi mất đi niềm tin là mất rất nhiều thứ. Giữ lời hứa để chúng ta trở thành một con người được mọi người yêu mến và tin tưởng. Câu chuyện của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn đã lắng nghe.